Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng 10 phương chư Phật Bồ Tát. Con đệ tử Nguyên Ngọc hôm nay xin đối trước bổn tu của con là Ngài Địa Tạng cùng 10 phương chư Phật Bồ Tát, xin đọc thuộc cúng dường phẩm thứ nhất kinh Địa Tạng. Phẩm thứ nhất: Thần thông trên cung trời Đao Lợi. Chính thực tôi nghe một thời Đức Phật ở trời Đao Lợi đã vì mẫu thân mà Ngài thuyết pháp. Bấy giờ hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát nhiều không kể xiết ở khắp mười phương vô lượng thế giới đều đến lễ hội tại trời Đao Lợi, cùng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca thường ở trong đời ngũ trược ác thế, hiện đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, thần thông đại lực điều phục chúng sinh đảo điên ngang ngạnh, khiến chúng hiểu rõ pháp khổ pháp vui. Chư Phật khen xong liền sai thị giả xin hỏi Thế Tôn. Lúc đó Như Lai mỉm cười phóng ra 100.000 áng mây phát quang rực rỡ, đó là mây phát quang đại viên mãn, mây phát quang đại từ bi, mây phát quang đại trí tuệ, mây phát quang đại phúc đức, mây phát quang đại bát nhã, mây phát quang đại tam muội, mây phát quang đại cát tường, mây phát quang đại công đức, mây phát quang đại quy y, mây phát quang đại tán thán. Đức Phật phóng ra những áng mây sáng nhiều hơn như thế, lại nói ra tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí tuệ, tiếng đại trí tuệ, tiếng sư tử gầm, tiếng đại sư tử gầm, tiếng sấm mây, tiếng đại sấm mây, cũng tiếng vang ấy Đức Phật nói ra kể không thể xiết, có vô lượng ức trời rồng quỷ thần ở cõi Sa Bà và các cõi khác đều đến đại hội tại trời Đao Lợi. Các vị ấy là trời Thứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Thu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Thao Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Tiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Tiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phúc Sinh, trời Phúc Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thực, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Kính, trời Ma Hê Thủ La, đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ, cả thiên long chúng, các chúng quỷ thần đều đến đại hội. Còn có các thần ở cõi Sa Bà nhiều phương nước khác như là thần bể, thần đất, thần núi, thần các sông ngòi, thần coi đầm hồ, thần chỗ hư không, thần chỗ hư không, thần trông lúa mạ, thần ở trên trời, thần chủ quản ngày, thần chủ quản đêm, thần xét ăn uống, thần giữ cỏ cây, các vị thần này đều đến đại hội. Lại có những chúa quỷ lớn ở cõi Sa Bà nhiều phương nước khác, các chúa quỷ như quỷ thu hút máu, quỷ lấy tinh khí, quỷ nốt thai trứng, quỷ hành bệnh tật, quỷ thâu khí độc, quỷ dụng từ tâm, quỷ làm phúc lợi, quỷ đại ái kính, các chúa quỷ này đều đến đại hội. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: Ông xem chư Phật và chư Bồ Tát, trời rồng quỷ thần ở thế giới này cùng thế giới khác hiện đang dự hội ở trời Đao Lợi, ông có thể biết là bao nhiêu không? Bồ Tát Văn Thủ bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng sức thần của con tính đếm, dù cho nghìn kiếp cũng không biết được. Đức Phật bảo Ngài Văn Thủ Sư Lợi: Ngay như ta lấy mắt Phật nhìn nhận cũng không đếm xiết, số thánh phàm này đều do Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ bao đời kiếp, hoặc là đã độ, đang độ, sẽ độ, đã thành tựu, đang thành tựu, hoặc sẽ thành tựu. Bồ Tát Văn Thủ bạch Đức Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, bao kiếp tới nay nhờ tu thiện căn mà con đã chứng được trí vô ngại, nghe lời Phật dạy liền tin theo ngay. Còn như các hàng tiểu quả, Thanh Văn, Thiên Long, Tám Bộ và các chúng sinh đời sau, dẫu nghe những lời thành thực của Đức Như Lai, tất sinh ngờ vực, dù có dập đầu vâng chịu đi nữa cũng chưa dẹp hỏi được sự báng nhạo. Cúi xin Thế Tôn chỉ rõ nhân địa tu hành của Đại Địa Tạng Bồ Tát, Ngài đã làm hạnh gì, đã lập nguyện gì mà được thành tựu không xin nghĩ bản những sự như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Ví như tam thiên đại thiên thế giới trong có bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa vừng, che lau, đá núi, bụi nhỏ, cứ cho mỗi vật là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi một hột cát là một cõi nước, rồi một cõi nước cứ mỗi bụi nhỏ lại là một kiếp, tính hết bụi nhỏ trong một kiếp ấy đều là kiếp cả. Bồ Tát Địa Tạng từ khi chứng quả thập điện tới nay cũng đã nhiều gấp nghìn lần con số thí dụ kể trên, vốn là từ thuở Bồ Tát Địa Tạng còn từ trong bậc Thanh Văn độc giác. Lại nữa Văn Thù, uy thần thệ nguyện của Bồ Tát đó thể nghĩ bàn, về đời sau có thiện nam hay thiện nữ nào nghe thấy danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khen ngợi, chiêm ngưỡng, lễ lạy, hoặc niệm danh hiệu hay là cúng giảng cho trí sơn vẽ các đáp hình tượng, thì những người ấy sẽ được 100 lần sinh lên 33 cõi trời, không bao giờ còn đọa vào đường ác nữa. Này Văn Thù ơi, trải vô lượng kiếp xa xưa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng là con trường giả, đời ấy Phật hiệu là Sư Tử Phần Tấn, cụ túc vạn hạnh Như Lai. Con ông trường giả thấy Phật tướng mạo đầy đủ tốt đẹp, nghìn phúc trang nghiêm, mới hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà được như thế. Khi ấy Đức Phật Sư Tử Phần Tấn cụ túc vạn hạnh bảo con trường giả: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh khốn khổ. Này Văn Thù ơi, con ông trường giả nghe xong nguyện rằng: Con xin từ nay trở về sau này đời đời kiếp kiếp khuyên bảo chúng sinh trong 6 đường khổ, khiến cho bọn họ được giải thoát hết, rồi tự thân con mới chứng quả Phật. Vì đối trước Phật, con ông trường giả tự phát nguyện lớn, cho nên đến giờ trải qua 100.000 muôn vạn ức kiếp không thể kể xiết mà Ngài vẫn còn là vị Bồ Tát. Lại về quá khứ cách đây vô lượng a tăng kỳ kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức số kiếp, trong đời tượng pháp có người con gái dòng Bà La Môn tích phúc sâu dày, mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi chư thiên hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh tam bảo, vị thánh nữ ấy bằng mọi phương tiện đủ lời khuyên ngăn muốn cho bà mẹ phát sinh, nhưng mà bà mẹ vẫn chưa tin hẳn. Chẳng được bao lâu bà ấy bị chết, thần hồn sa đọa địa ngục vô gián. Lúc đó thánh nữ biết ngay mẹ mình khi sống ở đời không tin
tin nhân quả, nay chết ắt đọa theo nghiệp mà sinh vào nơi đường ác. Thánh nữ thương xót liền mắng cửa nhà, mua nhiều hương hoa cùng là phẩm vật, lên chùa tháp Phật làm lễ cúng dường. Đến một ngôi chùa thấy pho tượng Đức Giác Hoa định tụ tại Vương Như Lai, đáp với uy nghi trang nghiêm rực rỡ. Thánh nữ chiêm bái càng thêm kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng là bậc đại giác và đủ trí tuệ. Nếu như Đức Phật còn ở tại thế mà mẹ tôi mất, tôi có thể đến hỏi nơi Đức Phật, chắc biết mẹ tôi sinh ở chỗ nào. Nghĩ rồi thánh nữ buồn rầu rơi lệ, ngưỡng vọng Như Lai. Bỗng nghe trên không có tiếng bảo rằng: này thánh nữ kia, thôi đừng khóc nữa, hãy nghe ta bảo chỗ đoạn mệnh người. Thánh nữ hướng lên chắp tay bạch rằng: đấng thần nào đấy đến giải lòng sầu cho tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đi đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết hỏi đâu mẹ sinh chỗ nào. Trên không lại bảo truyền thánh nữ rằng: ta đây là Phật quá khứ, Giác Hoa định dự tại Vương Như Lai, đáp với uy nghi trang nghiêm rực rỡ. Thánh nữ chiêm bái càng thêm kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng là bậc đại giác, Phật đủ trí tuệ. Nếu như Đức Phật còn ở tại thế mà mẹ tôi mất, tôi có thể đến hỏi nơi Đức Phật, chắc biết mẹ tôi sinh ở chỗ nào. Nghĩ rồi thánh nữ buồn rầu rơi lệ, ngưỡng vọng Như Lai. Bỗng nghe chân không có tiếng bảo rằng: này thánh nữ kia, thôi đừng khóc nữa, hãy nghe ta bảo chỗ đoạn mẹ người. Thánh nữ hướng lên chắp tay bạch rằng: đấng thần nào đấy đến giải lòng sầu cho tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đi đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết hỏi đâu mẹ sinh chỗ nào. Trên không lại bảo truyền thánh nữ rằng: ta đây là Phật quá khứ, Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai, mà ngôi đương trên bái đó thấy người thương mẹ gấp mấy ngày thường nên ta mới đến chỉ cho ngươi biết. Thánh nữ nghe nói liền ngã lăn ra, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ lấy, hồi lâu tỉnh dậy rồi hướng không mà bạch Phật rằng: xin Phật tử mãn bảo ngay cho chỗ mẹ con thác sinh, không thể thân tâm của con chết mất. Đức Phật liền bảo với thánh nữ rằng: người cúng rằng sau mau trở về nhà rồi ngồi nghiêm chỉnh niệm danh hiệu ta thì sẽ biết nơi bệnh ngươi sinh đó. Sau khi lễ Phật, thánh nữ về nhà vì thương mẹ mà ngồi yên ngay thẳng niệm danh hiệu Phật Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai. Suốt một ngày đêm, bỗng nhiên thấy mình đến bờ biển kia, nước sôi trùng sục, thú dữ đông đúc, sắt thép bản thân bay nhảy trên biển, chạy dạo bên đông xuôi đổi bên tây, thấy trăm nghìn vạn đàn ông đàn bà khi chìm khi nổi bị các thú dữ tranh nhau ăn thịt, lại quỷ dạ xoa hình thú quái lạ, hoặc nhiều tay chân hoặc nhiều đầu mắt, răng nanh nhọn sắc chìa ra như gươm, lùi những tội nhân đến gần thú dữ cho chúng cắn vồ, rồi quỷ lại túm giật đầu giật chân những kẻ tội nhân, nhiều cách hành hạ chẳng dám nhìn lâu. Về thánh nữ nhà sức niệm Phật nên không sợ hãi. Có một quỷ vương tên là Vô Đầu cúi đầu nghiêm tiếp hỏi thánh nữ rằng: hay thay Bồ Tát có duyên sự gì mà ngài đến đây? Thánh nữ bèn hỏi: đại quỷ vương ơi, đây là chốn nào? Vô Đầu đáp rằng: đây là tầng bể thứ nhất phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ lại hỏi: tôi nghe thấy nói ở núi Thiết Vi trong có địa ngục, được vậy thật không? Vô Độc đáp rằng: địa ngục có thật. Thánh nữ lại hỏi: nay tôi làm sao đến được ngục đó? Vô Độc đáp rằng: chỉ có hai điều, một nhờ uy thần, hai do nghiệp lực, ngoài hai điều này không thể đến được. Thánh nữ lại hỏi: duyên cớ vì sao mà nước biển này sục sôi như thế, lại lắm tội nhân cùng các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: đây là chúng sinh làm ác ở cõi Nam Diêm Phù Đề, mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự làm việc công đức cứu khổ nạn cho, lúc sống kẻ đó không tạo nhân lành nên theo nghiệp cảm dắt vào địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua bể này. Phía đông cách đây 10 vạn do tuần lại có một bể, sự khổ có thể còn gấp bội hơn. Phía đông bể đó có bể nữa, nỗi khổ chất chứa nó không thể cùng, đó đều là những nghiệp nhân xấu xa. Ba nghiệp cảm ra cùng gọi bể nghiệp chính là ba cái nơi bể này vậy. Thánh nữ lại hỏi: quý vương Vô Độc, địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: trong ba bể ấy đều là địa ngục, nhiều đến trăm nghìn, số địa ngục lớn có 18 cửa, bể đó lại có 500 ngục nữa, khổ độc vô chừng, nhỏ hơn thế nữa có nghìn vạn ngục cũng khổ vô chừng. Thánh nữ lại hỏi: quý vương Vô Độc, mẹ tôi mới mất chẳng hay thần hồn phải đoạn ngả nào? Vô Độc quý vương hỏi lại thánh nữ: thân bốc Bồ Tát khi người còn sống kết lành quen làm nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: mẹ tôi khi sống mê tín tà đạo, chê bai tam bảo, có lúc hơi tin xong lại bất kính, tuy rằng mới chết mà tôi chưa biết đoạn lạc ở đâu. Rồi Vô Độc lại hỏi: thân bốc Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: song thân tôi đều dòng Bà La Môn, cha tôi tên là Thiên La Thiện Kiến, mẹ tôi thì tên là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: xin thỉnh thánh nữ hãy quay trở về, chớ nên đem lòng âu sầu quá nữa. Bà Duyệt Đế Lợi tuy có phạm tội, song bà đã được sinh lên cõi trời ba hôm nay rồi, đó là nhờ lòng con bà hiếu thuận, nhất tâm tu phúc bố thí cúng dường chùa tháp thờ Phật Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai. Chẳng những một mình mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục, mà cả tội nhân trong ngục vô gián này ấy cũng được hưởng sự vui sướng, cùng được thác sinh. Quỷ vương nói xong chắp tay vái chào dã từ mà lui. Thánh nữ lúc đó như tỉnh giấc mộng, biết rõ sự này liền đến trước tháp Phật tượng của Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai mà nguyện lớn rằng: con xin từ nay nhất đến sau này, nếu còn chúng sinh chịu khổ thì con lập ra đầy đủ phương tiện khiến cho chúng sinh đều được giải thoát. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, quỷ vương Vô Độc tức là Bồ Tát Tài Thủ bấy giờ, còn người con gái dòng Bà La Môn đây chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.